yêu lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Việt Nam là sự kết hợp khéo léo từ những nguồn nguyên liệu khác nhau, nhưng vẫn tạo nên sự hài hòa cho món ăn về tính thẩm mỹ cũng như là hương vị. Và món ăn mà chương trình Hương Vị Sống sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong ngày hôm nay sẽ chứng minh được điều đó. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hương Vị Sống.